Chào cả nhà, giới thiệu với cả nhà thêm một cái tính năng mới nữa của phần mềm mới được cập nhật lên. Đó là cái tính năng dành cho cái khóa học nâng cao nhân và chia. Khi thầy cô dạy đến cái khóa học nâng cao nhân và chia, thầy cô dùng phần mềm luyện tập. Thầy cô vào cái phần cài đặt này, chọn cái điều kiện là nhân hoặc là chia. Và dưới cái điều kiện thì nó có một cái mục đó là cách nhân, thầy cô bấm vào đây. Cái phiên bản cũ thì nó chỉ có một cái mục để mình chọn, đó là cái phần tổng hợp thôi. Có nghĩa là sẽ tất cả các phép nhân nó sẽ hiển thị một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên đối với cái phiên bản mới này sẽ sắp xếp theo từng cái bài dạy của thầy cô luôn. Ví dụ hôm đó thầy cô dạy các bé cách nhân 2 trên bàn tính thì mình chọn cái điều kiện là nhân 2. Ok ha, thì những cái bài tập nó hiện lên trên màn hình sẽ chỉ giới hạn trong cái phạm vi nhân 2 thôi. Ví dụ 3 chữ số nhân cho 1 chữ số. Đây, 3 chữ số nhân cho 1 chữ số trong thời gian 3 giây. Ở cái điều kiện nhân 2 thì tất cả những cái bài tập nó chỉ giới hạn trong nhân 2 thôi. Ok ha. Rồi tương tự như vậy, nếu thầy cô chọn nhân buổi hôm sau mình dạy nhân 3 thì thầy cô chọn nhân 3 cho các bé luyện tập 2 chữ số nhân cho 1 chữ số. Rồi tương tự như vậy. Rồi. Thầy cô chú ý ngay cái chỗ số chữ số vị trí 1 và số chữ số vị trí 2. Đó, khi mà thầy cô chọn 2 chữ số thì trong cái phần nhân 3 này thì nó sẽ là nhân cho 33. Thầy cô lưu ý ha, nếu mà mình chọn 2 chữ số, mình chọn 1 chữ số thì nó sẽ là nhân 3, mình chọn nhân 2 chữ số thì nó sẽ là 33, nhân 3 chữ số thì nó sẽ là 333. Rồi, còn đối với cái điều kiện chia thì cũng tương tự, thay vì chỉ ở một cái phần là phần tổng hợp thì cái phần mềm mới này nó sẽ chia nhỏ ra luôn, chia 2, chia 3, chia 4, chia không có dư và chia có dư luôn. Thầy cô sẽ chọn theo cái bài học và theo cái mức độ từ dễ đến khó. Ok ha, rất là tiện lợi.